Morning, hello cả nhà hello, welcome back Nhung Phan cuộc sống Mỹ một lần nữa. Yeah, thứ sáu, mời quý vị nghe tin tức. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2024. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn. Đăng Khoa và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ sáu rồi anh Quang Hưng ơi. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Chị Thu Nga, hôm nay được xem là cái ngày nóng nhất trong năm, phải cẩn thận đấy. Đúng như vậy. Cái gì mà chúng ta nhất thì còn còn vui chứ, còn mà cái nóng nhất thì coi bộ không vui chút nào hết. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, ngày hôm nay lên tới 104 độ, mà quý vị cứ thử tưởng tượng heat index thì nó thành ra 110 rồi, chịu không nổi. Nếu mà không có việc gì làm thì đừng có đi ra ngoài vườn thì sáng sớm hoặc là tối không còn mặt trời thôi chứ nóng lắm. Và không có một cái giọt mưa nào trong cái bức tranh này thời tiết hết. Và buổi tối là 81 độ. Ngày mai vẫn tiếp tục nóng là thứ bảy, 101, 77. Mặc dù là có mây nhưng mà cũng không có mưa. Ngày Chủ nhật xuống có số 9 nhưng mà làm 99, giống kiểu 99 sen đó. Và buổi tối là 77. Và bắt đầu từ tuần sau thì chúng tôi thấy không có cái ngày nào mà hai con số hết, toàn là ba con số. Khủng khiếp quá Đăng Khoa ạ. Dạ vâng, Houston thì cái thật sự đó, cái con số nhiệt độ mà ở đây á, nó chỉ rơi vào hai con số mà thôi. Ngày hôm nay thì đúng, với cái nhiệt độ mà có cái độ ẩm nó cao á, thì Houston hôm nay sẽ chứng kiến cao nhất sẽ là khoảng 102, 103 độ. Bây giờ bên ngoài khuôn viên của Đài Sài Gòn là 78 và xuống thấp là 75, 76 cho đêm ngày hôm nay. Ngày mai thứ bảy, chủ nhật, hai ngày cuối tuần thì Houston sẽ là vào khoảng 94, 95 và về đêm cũng đã là 78. Qua thứ hai tuần lễ sau thì đều là những cái ngày nắng nóng, ít nhất là một cái tuần sắp tới, 7 tới 10 ngày tới Houston đều là những ngày nắng thôi. Nhưng mà khá hơn Dallas một chút, tức là chỉ có hai con số, 93, 94. Năm nay thì Houston có vẻ là đỡ hơn Dallas một chút. Và về đêm thì cũng đã là 76, 77, không có mưa ít nhất là từ 5 cho tới 7 ngày sắp tới. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một vài cơn mưa để thời tiết nó chịu mát hơn. Nhưng mà qua tháng 8 thì chắc chắn một điều rằng chúng ta thấy thời tiết nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Còn bây giờ vẫn còn rất là nóng đối với thành phố Houston. Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tại Houston, cô Nico dành bản tin đầu tiên là bản tin trưa ngày hôm qua chúng tôi có nhắc đến, liên quan đến việc rằng là Hoa Kỳ và Nga đã tiến hành trao đổi tù nhân. Đây được xem như là vụ trao đổi tù nhân lớn nhất thời hậu Xô Viết, trong đó hai nước tổng cộng đã trao đổi 24 người và có cả phóng viên của tờ Wall Street Journal là Ivan Gascovich cũng như cựu thủy quân lục chiến là ông Paul Whelan. Thỏa thuận liên quan đến các cuộc đàm phán phức tạp và yêu cầu nhượng bộ từ 7 quốc gia. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực ngoại giao được thực hiện để bảo đảm thả những con tin này. Trong số những người được thả, có nhà báo, có những người bất đồng chính kiến và một số người khác đã bị kết án trong hệ thống tòa án được chính trị hóa của người Nga. Ở giữa trang là chụp hình cô vận động viên thể dục nghệ thuật là cô Simone Biles. Cô này là một cư dân của thành phố Spring ở Houston. Cô là vận động viên đã 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic và là vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ giành nhiều huy chương nhất. Thì cô đã giành được danh hiệu Olympic thứ 2 trong sự nghiệp của mình với huy chương vàng thứ 2 tại Thế vận hội Paris. Bên phải của tờ báo là phần tin nói về việc là ông thị trưởng John Whitmire đã bổ nhiệm tân cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Houston. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và phần tin cuối ở bên dưới nói về các nhân vật chính trị nổi tiếng như là Phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đều đã về Houston để tham dự tang lễ của bà dân biểu Sheila Jackson Lee nhằm tôn vinh người đã qua đời vào ngày 19 tháng 7 sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên có nói đến Thế vận hội Olympic mùa hè tại Paris. Họ chụp một cái tấm hình lực sĩ Simone Biles nhận huy chương vàng vào ngày hôm qua cho cái giải là
chung kết về môn thể dục thẩm mỹ nữ. Và giải thưởng này đã được trao bởi ông Thomas Bach, là chủ tịch của Ủy ban Thế vận hội Olympic Quốc tế. Cô đã trở thành một trong những cái lực sĩ về môn thể dục thẩm mỹ nữ thắng cái giải này trong hơn nửa thập niên qua đối với lại cái lịch sử về Olympic của Hoa Kỳ. Bản tin kế cho hay là các trẻ em được giam giữ bởi Bộ Tư pháp Thanh thiếu niên của tiểu bang Texas đã phải đối diện với những hình thức như là bị đánh đập, sử dụng vũ lực thái quá cũng như là lạm dụng tình dục và thiếu hẳn những cái dịch vụ quan trọng. Đó là một cái cuộc điều tra của chính phủ liên bang vào năm cơ sở của tiểu bang Texas đã xác định như thế. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và bản tin cũng nói về sự kiện ngày hôm qua khi mà đời sống của bà Jackson Lee đã được tôn vinh bởi một số các nhân vật nổi tiếng như bà Harris, bà Clinton đã ca ngợi nữ dân biểu Sheila Jackson Lee trong cái buổi tiễn đưa bà vào ngày hôm qua thứ năm tại Houston. Và cuối cùng thì nói về cái vấn đề là Nga đã trao đổi tù binh với lại Hoa Kỳ, thì tòa bạch đốc ngày hôm qua có nói rằng là Hoa Kỳ đã phải thương lượng về vấn đề thương mại với lại nước Nga, Đức và ba quốc gia khác. Cái thỏa thuận này đã được bí mật để mà thương thảo trong hơn một năm qua, trong đó bao gồm liên quan đến 24 tù binh, trong đó là có 16 người đã đến từ nước Nga. Họ đến các quốc gia Tây Phương và 5 tù binh đã bị giam giữ bởi các quốc gia Tây Phương và đã được đưa trả về nước Nga. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, anh Đăng Khoa. Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý khán giả, là một cái bản tin ở trang trong của tờ Houston Chronicle cho biết là quyền cảnh sát trưởng của thành phố Houston là Larry Satterwhite nhấn mạnh cái nhu cầu cần có thêm những cái người nhân viên công lực, sĩ quan cảnh sát và cái nguồn lực khi mà cố gắng giải quyết cái cuộc điều tra nội bộ về cái vụ bê bối, các cái vụ án bị bỏ rơi của sở cảnh sát Houston. Đối với ủy viên hội đồng thành phố Sally Aiken, thì người chủ trì cái vấn đề về ngân sách và tài chính của thành phố, cái lời kêu gọi giúp đỡ đó là cái chỉ dấu báo hiệu cái sự cần thiết của thành phố trong việc mà tăng cái giới hạn doanh thu. Các cái nhà lãnh đạo thành phố đã đề xuất ý tưởng tăng giới hạn doanh thu của Houston trong nhiều năm. Giới hạn hiện tại đã được cử tri họ chuẩn thuận vào năm 2004 và gắn việc tăng doanh thu cái thuế địa ốc mà thành phố có thể thu mỗi năm với tỷ lệ tăng trưởng dân số và lạm phát kết hợp hoặc là 4,5% nếu như nó thấp hơn. Năm 2015, thành phố đã chạm đến cái giới hạn doanh thu của mình và thuế đã giảm kể từ đó. Đây là một cái tình huống không có được tốt đối với cảnh sát Houston. Nhưng mà cái vấn đề cơ bản là thiếu nhân sự, và chúng ta đã biết điều này trong 10 năm nay. Cuối cùng thì người dân cần biết rằng chúng ta không thể có cả hai. Chúng ta không thể có cái thuế thấp nơi mà chúng ta đang giảm tỷ lệ thuế mỗi năm và yêu cầu là phải có nhiều cảnh sát hơn trong vấn đề thực thi pháp luật. Thị trưởng Pro Tem Martha Cartes-Tatum cho biết là bà đồng ý với Ankin, và cũng như ủy viên hội đồng Joaquin Martinez, người cho rằng thành phố cũng cần xem xét những cái khoản phí liên quan đến việc mà thu gom rác. Đó là một kế hoạch và nó cũng cần phải được thay đổi. Ý tưởng tăng giới hạn đã được đưa ra một lần nữa trong những tháng gần đây khi mà Houston cân bằng các cái mối quan tâm tài chính ngày càng tăng của mình, và một cái thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ Mỹ Kim với Hiệp hội Lính Cứu Hỏa chuyên nghiệp Houston sau 8 năm bế tắc về cái vấn đề hợp đồng. Thị trưởng là ông John Whitmire không cam kết trả lời về việc ông đứng ở đâu cho cái vấn đề tăng giới hạn vào thứ Tư sau cái bài nói chuyện của quyền cảnh sát trưởng Satterwhite. Whitmire nói rằng là ông sẽ làm mọi thứ cần thiết để giữ an toàn cho thành phố Houston. Ông nói rằng là ông đang làm việc với văn phòng của thống đốc Greg Abbott để mà lấy tiền cho những cái chương trình mới này. Theo chương trình nghị sự của năm nay, thành phố đã đưa khoảng 4 triệu Mỹ Kim vào việc tài trợ cho các cái lớp học cảnh sát của thành phố Houston vào mỗi ngày thứ Sáu. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có được nguồn lực giúp cho thành phố Houston có thêm những cái người nhân viên cảnh sát để mà đi ra đường giúp đỡ cho cái vấn đề an toàn của những người dân Houston.
Ông John Whitmire chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào để trả cho một cái thỏa thuận đối với lính cứu hỏa. Điều này dẫn đến một cái sự thay đổi về trái phiếu của thành phố từ ổn định sang cái vấn đề khó khăn. Bộ trưởng Tài chính Chris Hollis nói với các thành viên hội đồng trong một cái phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách hôm thứ Ba. Trong khi đó, Giám đốc Tài chính Melissa Dubosky cho biết là thành phố sẽ phải tìm kiếm các cái nguồn thu khác để giúp trả cho thỏa thuận và giúp thành phố đứng vững về mặt tài chính. Điều đó bao gồm một khả năng là có thể sẽ tăng cái thuế địa ốc mà đương nhiên phải đưa ra để cho cử tri đồng ý và chuẩn thuận cái điều này. Xin quay trở lại với cô Thu Nga. Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, hôm nay có một cái bản tin nói rằng trong khi Tết sẽ thấy rõ cái sự phát triển trong nhiều năm nay với nhiều CD và town đã chứng kiến cái sự tăng dân số, tiểu bang có thể không phải là một nơi tốt nhất cho cái sự thay đổi, và đó là sự đánh giá của Consumer Affairs mà đã chấm cái hạng thứ tiểu bang tồi tệ nhất trong hàng thứ ba trong nước Mỹ để di chuyển tới. Một cơ sở có trụ sở ở Oklahoma đã cho ra một cái Consumer Guide đánh hạng thứ cho tất cả 50 tiểu bang và Washington DC. Căn cứ trên những thứ có thể chấp nhận được, kinh tế, giáo dục, sức khỏe, quality of life và sự an toàn, Texas được chấm thứ hạng trước California là cuối cùng. Nhất ở trên top của cái list là Utah, New Hampshire, Idaho, Minnesota và Massachusetts. Texas nhận điểm thấp nhất về giáo dục, sức khỏe, nơi mà Consumer Affairs đánh giá Texas là số 51. Những sự có thể chấp nhận được gọi là affordability cũng bị rơi xuống hạng 41. Và làm thế nào mà Consumer Affairs này chấm hạng? Thì họ căn cứ vào những cái thứ phê bình bằng cái cách chấm mỗi một tiểu bang cứ một cho tới 51 trong mỗi năm loại khác nhau. Data cũng đã được dùng từ US Census rồi cơ quan Bureau of Economic Analysis, The Texas Foundation và còn nhiều thứ nữa, kể cả CDC và FBI. Texas chấm hạng 51 cho education. Cái thứ hạng là được quyết định bởi cái con số phần trăm của những người không có bảo hiểm và trên tổng quát của quality of care theo cái The National Health Care Quality and Dispatchery Report. Consumer Affairs cũng consider high school graduation trong cái hạng thứ để đánh giá. Texas cũng bị đánh giá là kinh tế thấp, số 37 và an toàn số 38, mặc dù tiểu bang có thứ hạng 16 cho quality of life. Và trước đó thì đã có nhiều CD nằm ở trong số tồi tệ về kinh tế trong toàn quốc, theo một new report đã cho thấy như thế. Và theo report bởi Gold Banking Ray, thì 4 CD của tiểu bang ngôi sao đơn độc là College Station, Dallas, Houston và Waco được xếp hạng thứ trong 50 CD của Mỹ là có cái income không tốt. Income này được người ta tính chia đều cho dân số. Chắc mấy cái con số này là tại người ta thấy người ta giờ tới Texas nhiều quá, người ta cho điểm xấu hả cô Nguyên? Nhiều lý do nó có điểm xấu chứ không phải tại người ta dồn không. Nếu mà nói như vậy thì hơi oan cho người ta. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle có một cái phần tin liên quan đến việc bổ nhiệm tân cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Houston. Thì ông thị trưởng John Whitmire đã bổ nhiệm ông J. Noel Diaz. Ông này là cựu giám đốc sở cảnh sát Katy, chỉ có bao gồm chưa đầy 100 người thôi. Nhưng mà bây giờ ông sẽ được là tân giám đốc của sở cảnh sát Houston nhằm thay thế cho ông cựu cảnh sát trưởng Troy Finner. Ông này có một cái kinh nghiệm về trong vấn đề thực thi pháp luật. Ông từng là một Texas Ranger, đã từng làm việc với bộ phận ma túy của cảnh sát tiểu bang, hợp tác nhiều cơ quan khác nhau như là lực lượng đặc nhiệm tội phạm có tổ chức của quận Harris, hợp tác với sở cảnh sát Houston, cơ quan thực thi ma túy và FBI. Như chúng tôi đã trình bày ở trên, ông này là cựu cảnh sát trưởng của sở cảnh sát KD, chỉ có chưa đầy 100 người thôi. Nhưng mà bây giờ ông sẽ đảm nhận vai trò điều hành một trong những sở cảnh sát lớn nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Sở cảnh sát Houston đang bị quay cuồng với vụ bê bối vì đã loại bỏ hơn 260.000 vụ án, và nó đã dẫn đến việc ông cựu cảnh sát trưởng Troy Finner phải từ chức. Sở cảnh sát có ngân sách hơn 1 tỷ Mỹ Kim với 6.288 nhân viên và nhu cầu cấp thiết phải bổ sung thêm để cho hàng ngũ cảnh sát sau làn sóng nghỉ hưu và từ chức.
Trong khi nhiều người biết về nhiệm kỳ của ông Diaz ở KD đã ca ngợi công việc của ông đã làm, thì nhiều người cũng thừa nhận là với việc quản lý 100 người nó khác với quản lý 6.288 người và có thể sẽ còn thêm nhiều hơn nữa. Đây là một thử thách đối với ông Diaz. Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của mình, ông này được kỳ vọng sẽ có thể quản lý cả công việc và trong vấn đề điều tra tham nhũng đối với các thành phần cấp cao, cũng như rằng là dẫn dắt sở cảnh sát tiến lên. Theo quyền cảnh sát trưởng của sở cảnh sát là Larry Sadowai, người đã thay thế tạm thời ông Troy Finner kể từ khi ông đột ngột nghỉ hưu, thì ông Sadowai bây giờ sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới với tư cách là giám đốc tiếp theo của Văn phòng An toàn Công cộng và An ninh Nội địa của thị trưởng. Ông Sadowai sẽ bắt đầu làm công việc của mình vào ngày 14 tháng 8 sắp tới. Đó cũng là ngày mà ông Diaz đảm nhận vị trí người đứng đầu của sở cảnh sát Houston. Quay trở lại với anh Quang Hưng. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, là trẻ em bị giam giữ bởi Bộ Tư pháp thanh thiếu niên của tiểu bang Texas đã phải đối diện với những hành động thái quá về vũ lực, cũng như là bị lạm dụng về tình dục và thiếu hẳn những cái dịch vụ quan trọng. Đó là theo một cái cuộc điều tra của chính phủ liên bang vào 5 cơ sở của tiểu bang Texas xác định như thế. Trẻ em đã được đưa vào các cơ sở này lẽ ra là các em sẽ được đối xử cũng như là phục hồi để các em có thể gia nhập vào cộng đồng chung như là một những công dân gương mẫu. Bà Christine Clore là phụ tá tổng thanh tra của Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ có nói như vậy về cái bộ phận quyền công dân của người dân Hoa Kỳ trong một cái cuộc họp báo vào ngày hôm qua. Bà có nói rằng là cái cuộc điều tra của bà đã cung cấp về những cái thông tin mà họ có thể tin rằng là rất khó để mà có thể đạt được cái mục tiêu đưa ra. Bởi vì Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas đã có những cái hành vi được xem là lạm dụng và đã không thể thực hiện được những cái cơ sở tốt, cũng như là có những cái sự kỳ thị, và điều đó có thể sẽ nghiêm trọng làm hư hại các trẻ em và như vậy là đã vi phạm về các quyền của các em rồi. Với cái tình trạng này có thể sẽ tạo ra về cái tình trạng sẽ gây nguy hại cho các em tại những cái cơ sở thanh thiếu niên, mà điều đó đã vi phạm về cái điều luật của chính phủ liên bang và cái quyền hiến pháp của các em. Bộ Tư pháp thanh thiếu niên của tiểu bang Texas đã đưa ra cái thông cáo nói rằng là họ đã làm việc chặt chẽ với lại cái cuộc điều tra của chính phủ liên bang và cảm thông về cái sự gọi là chuyên nghiệp của cái bộ này. Về những cái điều mà tiểu bang Texas hứa sẽ làm, trong đó bao gồm là sẽ tăng lương cũng như là gia tăng cái mức độ nhân viên ở đây, thu nhận thêm một số các chuyên gia về tâm thần và cải thiện về vấn đề huấn luyện, cũng như là tổ chức thêm về một số các chương trình phục hồi mà họ có thể nói rằng là để giảm thiểu về vấn đề gọi là gián đoạn cũng như là tự hủy. Cơ quan này thì họ cho biết là cũng sẽ củng cố về cái hệ thống hỗ trợ dành cho các em đang gặp khó khăn về cái vấn đề hành xử cũng như là về vấn đề giáo dục. Thống đốc khuếch cao bót người phát ngôn là ông Andrew McHaley có nói rằng là lập pháp vào năm ngoái có chấp thuận hơn 1 tỷ Mỹ Kim để mà cải thiện về các cơ sở dành cho các thanh thiếu niên. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã phát động về cái cuộc điều tra này là theo cái hình thức gọi là dân sự chứ không phải là hình sự, từ tháng 10 năm 2021 sau khi có những cái khiếu nại đến từ hai cái tổ chức bảo vệ về cái tình trạng ở bên trong của các cơ sở nhà tù thanh thiếu niên. Anh Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa.